giữ ngọn lửa đấu tranh để thúc đẩy cái tinh thần trong nước, và đặc biệt là đối với những người dân trong nước trong giai đoạn hiện tại. Phải nói là giờ thứ 25 thành ra tất cả mọi người đã hiểu rõ cộng sản là như thế nào rồi. Thành ra nhiệm vụ của chúng ta ở đây là cố gắng cách này cách khác mà hỗ trợ tinh thần cho người dân trong nước, và đặc biệt là vấn đề phong trào yểm trợ Formosa, rồi phong trào yểm trợ kiện Formosa, rồi phong trào yểm trợ người dân trong nước. Nói chung là tất cả ở đây các tổ chức và các hội đoàn chúng ta dùng hết mọi nỗ lực để mà yểm trợ trong nước. Thành ra cái việc mà trước tượng của ngài cũng cái mục tiêu đó, đưa cái tinh thần của ngài để mà cho mọi người thấy rằng chúng ta cần phải làm gì khi ở hải ngoại này trong giai đoạn này. Thì hôm nay thì chúng tôi không có nói dài dòng và cũng không có nói nhiều và cũng không có bị nào phát biểu, vì sau đây rồi chúng ta không thể ra ngoài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Nhưng mà có điều chúng tôi thông báo là cái đài 54.5 đó, tới đây thì hoàn toàn chúng ta không có vị trí. Thành ra chúng ta cái đài nào này chính thức là đài của Việt Cộng, vì chúng tự xưng chúng là đài Việt Cộng rồi. Thành ra sự phản đối của chúng ta chỉ có con hai con đường duy nhất, là chúng ta lấy chữ ký thật nhiều gửi lên phản đối ở tổng đài kèm theo những hình ảnh và chúng phát. Vì cái đài này chúng tôi theo dõi bình thường từ không có gì hết, chiếu những ca nhạc này, văn nghệ này kia vân vân, nhưng mà lâu lâu xen vào cái chương trình đánh Mỹ cứu nước. Quý vị nào lấy được những hình ảnh đó cung cấp cho chúng tôi để chúng ta trên đất Mỹ này chúng ta một mặt sẽ báo cáo cho tổng đài để yêu cầu cái nguyện vọng của chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta đưa cho các vị dân cử ở đây có trách nhiệm để can thiệp theo cái chức năng của mình. Đó là hai vấn đề mà chúng ta phải làm. Tới nay thì chữ ký chưa quá trăm người, còn rất ít. Thành ra chúng tôi kêu gọi mỗi chúng ta nhân đồng để lấy chữ ký nhân đồng được 50.000, rồi chúng ta sẽ gửi lên phản đối ở tổng đài. Và cái việc mà hôm nay chúng tôi cũng công khai quá chuyện này, chúng ta sẽ có một cái đơn để xin đặt thêm tên đường trên Trường Sa và ngay theo đó là tên trần nhân đạo trên Trường Sa này, và chúng ta cũng cần nhiều chữ ký. Không nhất thiết là thành phố Westminster, tất cả ở các tiểu bang khác cũng được. Nếu chúng ta quen ai trong văn phòng hẹn có cái mẫu sẵn rồi, chúng ta lấy để lấy chữ ký đó rồi chúng ta nộp lên thành phố Westminster, chúng ta sẽ thực hiện từ đây tới cuối năm cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta có chữ ký trên 200 chữ ký trở lên, đó là vấn đề báo tin mừng cho quý vị. Chữ bên xa tiếp theo là chữ trần hưng đạo, đó là chuyện là mà cái sự hãnh diện của chúng ta trên. Kêu gọi vận động lấy chữ ký để phản đối 54.5. Thứ hai, chúng ta lấy chữ ký mỗi người lấy một tờ để mà ghi thêm. Không, tôi nhắc lại là việc này không nhất thiết là của thành phố Westminster mà tất cả thành phố khác, ngay cả ở tiểu bang khác cũng được. Thành ra rồi tập trung lại, chúng tôi sẽ nộp cho ông thị trưởng tại nước ký để chúng ta thực hiện từ đây tới cuối tháng. Tôi rất cảm ơn sự có mặt của quý vị, và nói đi nói lại thì thấp thoát cũng một năm cũng sắp hết rồi, bước qua tháng 12 tuổi đời chọc đất rồi, thế hệ thứ hai tiến lên, thế hệ chúng ta rồi cũng phải tổ chức nhiệm vụ vì thời gian. Thành ra có một điều chúng tôi xin thưa, dù tuổi đời chọc đất nhưng mà sự quyết tâm của chúng ta vẫn tiếp tục. Nếu chúng ta làm không được thì thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba vẫn tiếp tục con đường đó mà chúng ta đi lên, giải trừ chế độ cộng sản và chống ngoại xâm Tàu Cộng. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn ông Kỳ Dương. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi với tư cách là phụ tá điều hành Hội đồng Quản trị
Đền Thánh Trần, chúng tôi xin có những cái thông báo. Trước hết cho chúng tôi xin, quý vị thấy vừa rồi đó, một người mà nổi nhất trong mạng cũng có, mà tại Cali cũng có, tại Little Sài Gòn cũng có, đó là cô Dung Nguyễn. Mời cô Dung Nguyễn lên đây. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài cờ vàng ma sọc đỏ rất là đẹp, cho một tràng pháo tay cho cô Dung. Vừa rồi tôi nghe hình như Phong Phanh gói tin là có ba nhà hàng đã chiêu đại cô Dung, bởi vì cái hành động của cô vừa rồi đại diện cho một người phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa đã chống đối lại Hồng Tù Long tại Đích Tân Sài Gòn, Quốc Lộ Phọ. Xin cho tiếp một tràng pháo tay cho cô Dung. Cô Dung có vài lời gì? Cháu xin kính chào các bậc trưởng thượng và các bác. Thì không có gì hết, cái này là một cái điều mà cháu phải nên làm, là tại vì khi Việt Cộng đến thì mình phải đánh. Dù là cháu chỉ là một người phụ nữ, nhưng đối mặt với Việt Cộng thì làm tới cùng, với khả năng của cháu làm tới cùng. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ tinh thần cho cháu, mặc dù là trên Facebook, trên YouTube rất là có những cái đứa nó dư luận viên nó có nói cháu là mày mà xuất hiện tao sẽ tìm ra nhà mày, tao sẽ giết mày. Nói nhưng mà cháu đã có thách với nó là tao cứ việc, mày cứ việc lên bôn xa thì gặp tao, thằng nào ngon thì cứ mang cờ máu ra. Đã đảo Việt Cộng, đã đảo Việt Cộng hèn anh nhất, đã đảo Việt Cộng bán nước, tổ quốc Việt Nam muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi xin thông báo một vài điều với tư cách là một tá điều hòa. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có buổi họp, hội đồng quản trị có buổi họp cuối tháng, thì chúng tôi có một cái bổ sung về nhân sự cho ban quản trị Đền Thánh Trần. Thì ngoài bảy vị đã có tên trong danh sách đó, thì chúng tôi có bổ sung thêm hai ủy viên dự khuyết, đó là ông Nguyễn Trung Thi. Ông Nguyễn Trung Thi có đây không? Và ông Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Trọng Nghĩa tôi mới thấy đứng đây. Thì hai đàn vị này sẽ là ủy viên dự khuyết của Hội đồng Quản trị Đức Thánh Trần. Thì thưa cho quý vị, chúng tôi Hội đồng Quản trị Đức Thánh Trần rất là đã nhận xét là hai vị này có nhiều cái công lao cũng như nhiều cái ý kiến đóng góp cũng như đã xuất sẵn trong cái nhiệm vụ. Do đó chúng tôi đã mời hai vị này để sát cánh cùng chúng tôi để mà và duy trì cái đền thánh. Ngoài ra thì anh Lê Phú là cũng cái người mà thường trực qua đây ở đây. Thì mọi việc gì quý vị có thừa quyền xúc chết cho ý kiến với chúng tôi, bài vị cũng như là hai vị mới cùng nhấn phố để chúng tôi có những cái chi tiết đối với để mà điều hành cái đền thánh Trần. Kính thưa quý vị, về cái thẻ hội viên, quý vị cũng thấy trong đền thánh nó có ba cái danh sách. Thì hiện tại chúng tôi đã có được là gần 110 hội viên. Thì các hội viên này đó thì mỗi tháng ủng hộ cho 20 để chúng tôi có cái quỹ để mà điều hành. Ngoài ra chúng tôi có cái ý kiến là sẽ làm cái thẻ hội viên, tức là membership card, để mà quý vị có hàng tháng đóng với chúng tôi. Thì cái hội viên này đó có cái mỗi tháng đó, chúng tôi sẽ có những cái buổi họp mà hội đồng quản trị mở rộng. Ngoài cái buổi họp riêng của hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị sẽ mở rộng, thì quý vị hội viên có thể sinh hoạt với chúng tôi để đóng góp ý kiến cũng như là để mà nhận xét cũng như giám sát về tài chính của cái hội đồng quản trị, làm sao mà hội đồng quản trị sẽ làm việc một cách chính xác hơn. Kính thưa quý vị, thì ngoài cái việc đặt tên đường mà ông chủ tịch Phan Kỳ Nhân đã nói, thì chúng tôi cũng đang xúc tiến cái việc mà sẽ treo cờ trên đường Bến Tre trong những cái dịp Tết. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đến đặt thằng phụ trách treo cờ trên đường Bến Tre, nhưng mà tới đây sẽ có trong cái Tết Nguyên Đán cũng như ngày 30/4, chúng tôi đã nộp đơn bên hội đồng thành phố. Cái điều này thì giờ chúng ta có may mắn là tân thị trường Tà Đức Trí đã thắng cử thêm một lần nữa, thì chúng ta hy vọng những cái gì mà chúng ta làm sẽ có sự ủng hộ của tân thị trường.
Rồi ngoài ra đó, kính thưa quý vị, thấy trên bề thành đó có những cái khắc tên, thì chúng tôi sẽ tiếp tục khắc tên có một đợt cuối cùng. Thì nếu quý vị nào mà muốn khắc tên, chúng tôi cũng sẽ đóng góp để khắc tên trong nội tháng là tháng 12, để đến đầu năm thì có đầy đủ các tên ở đây. Như vậy thì phần thông báo chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái phần mà ký tên phản đối cái đài của Việt Cộng, cũng như là một lát nữa sau đây chúng ta sẽ qua bên tượng đài. Thì đến đây thì cái phần mà thông báo của ban điều hành của chúng tôi xin tạm ngưng. Chúng tôi, quý vị có ý kiến gì không trong cái buổi chào cờ ngày hôm nay? Vô đồng ạ. Để không có ý kiến gì thì chúng xin mời quý vị vào trong đền thánh để chúng ta uống cà phê và sau đó sẽ qua đến tượng đài. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Có cái tên này cũng nói là ở trên YouTube đặt cho cháu Du Mua là con cái, mà đúng là con cọp đó, là tủ cọp mà. Đó là có cái danh hiệu như vậy là cũng là chữ rất nhiều, chữ Du Mua rất nhiều, đó là bọn đi cọp cũng đúng. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Nguyên con cọp. Cháu là nguyên con cọp. Mời quý vị uống cà phê.